chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, ấn dụ mà Chúa đã phán trong phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 7 câu 24 đến câu 29 của bài học Kinh Thánh hôm nay giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại mình. Chúng ta đã vững bước trên linh trình theo Chúa chưa? Bài học có tựa đề Vững bước trên linh trình. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Vả khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo. Câu gốc của bài học: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Ma-thi-ơ chương 7 câu 24. Câu hỏi suy gẫm: sự khác nhau giữa người khôn và người dại là gì? Kết cuộc của hai người này khác nhau thế nào? Làm thế nào để chúng ta luôn vững bước trên linh trình theo Chúa? Kính thưa quý vị, phân đoạn Kinh Thánh này đề cập hai ngôi nhà bề ngoài hoàn toàn giống nhau. Nếu chỉ quan sát trong những điều kiện bình thường, thì hai ngôi nhà không có gì khác biệt. Tuy nhiên, khi có yếu tố bên ngoài như mưa sa, nước chảy, gió lay tác động, thì một ngôi nhà không bị sập vì cất trên nền đá và một ngôi nhà bị sập vì cất trên nền cát. Chính phần nền móng quyết định độ bền vững của ngôi nhà khi những yếu tố ngoại cảnh ập đến. Chúa Giêsu dùng ấn dụ này để giúp người nghe nhận biết điều quan trọng nhất của một ngôi nhà không phải ở hình thức bề ngoài, nhưng ở phần nền móng ẩn giấu phía dưới. Chúa giải thích, người khôn và người dại đều có cùng cơ hội như nhau là được nghe lời dạy dỗ của Chúa. Mỗi người đều tự xây dựng cho ngôi nhà thuộc linh của riêng mình. Nhưng chỉ có người khôn là người biết đầu tư vào việc xây dựng nền móng thuộc linh, đó là nghe và thực hành lời Chúa, nên luôn vững bước trên linh trình, bất chấp hoàn cảnh. Còn người dại là người chỉ nghe mà không làm theo, chú trọng hình thức hơn thua bề ngoài, không quan tâm thực hành lời Chúa dạy, nên dễ dàng ngã gục trên linh trình. Chúng ta đang sống trong thời đại mà hình thức bề ngoài được tôn cao. Không ít cơ đốc nhân bị ảnh hưởng, đầu tư vào việc trau chuốt quần áo, vóc dáng, nhưng lại hời hợt trong việc xây dựng đời sống bề trong. Có nhiều người, sau khi đối diện với những nan đề, đã vội đánh mất niềm tin nơi Chúa vì thất vọng. Họ không thể tin đấng yêu thương lại có thể để những điều ấy xảy đến trên họ. Họ là những người cất nhà trên cát, không nhìn biết Chúa có chương trình dành cho mỗi người. Nghe và làm theo lời Chúa để có một nền móng thuộc linh kiên cố sẽ giúp chúng ta đứng vững trong Chúa trước những sóng gió của cuộc đời. Không ai biết ngày mai điều gì sẽ xảy đến với mình, nhưng một đời sống thuộc linh vững mạnh sẽ giúp chúng ta vững tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh, vững tâm chống chọi những sự tấn công hung hãn của giông tố để cứ vững bước trên linh trình cho đến ngày gặp Chúa. Xây dựng nền móng thuộc linh không phải chỉ làm trong ngày một, ngày hai, mà là cả một quá trình dài và vẫn được tiếp tục xây dựng mỗi ngày cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Những cơn giông bão cuộc đời sẽ ngày càng lớn hơn, nên chỉ những ai xây dựng nền móng thuộc linh kiên cố trên vần đá Giêsu thì mới vững vàng và còn lại sau những cơn bão tố ấy.
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con sống với lời Ngài trong từng việc lớn nhỏ của đời sống con. Xin cho con mỗi ngày kiên trì trong sự xây dựng nền móng thuộc linh và cho con kinh nghiệm được sự bình an trước những sóng gió của cuộc đời. Amen. Quý vị thính giả thân mến, điều gì ngăn trở chúng ta chưa thể sống với lời Chúa mỗi ngày? Vần đá người khôn xây nhà, gió lay nước chảy, mưa sa vẫn bền. Sống theo lời Chúa dạy khuyên chính là nếp sống con nên ghi lòng. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.